Chipu ghé thăm nhà cung Lâm Na cùng Ella tung bộ ảnh ba chị em cực dễ thương hương vị Trung Hoa. Vào ngày 4 tháng 9, Chipu đã có một buổi dạo chơi đáng nhớ tại nhà của cung Lâm Na cùng với Ella. Bộ ba đã thực hiện một bộ ảnh đáng yêu cùng nhau, khiến người xem không thể không thích thú. Trong bộ ảnh này, chúng ta có thể thấy sự thân thiết và gắn bó giữa ba chị em. Không chỉ là một buổi chụp ảnh, cung Lâm Na còn tự tay nấu ăn và mời mọi người thưởng thức cùng nhau. Điều này cho thấy tình cảm dành cho nhau không chỉ dừng lại ở mức độ chị em mà còn là những người bạn thân thiết. Hình ảnh đã tạo nên một không gian ấm cúng và đầy yêu thương, khiến người xem cảm nhận được sự tình cảm chân thành và sự gắn bó mạnh mẽ của ba chị em. Hôm nay, chúng ta đã có thông tin về dàn khách mời trong chương trình Hương vị Trung Hoa và nó đã khiến fan hâm mộ trở nên cực kỳ háo hức. Lần này, dàn khách mời sẽ gồm 7 người, bao gồm cả Chipu và các thành viên cố định. Điều đặc biệt là, chương trình sẽ chào đón hai gương mặt mới là Khả Ni và Tề Tư Quân. Sự xuất hiện của họ hứa hẹn sẽ mang đến sự phong phú và đa dạng cho chương trình, tạo nên những cảnh quay thú vị và bất ngờ. Fan hâm mộ không thể chờ đợi để thấy dàn khách mời này cùng Chipu và các thành viên khác thể hiện tài năng và sự hòa hợp trong các tập mới của chương trình. Mọi người mong muốn thấy những màn trình diễn đặc sắc, những câu chuyện thú vị và những khoảnh khắc đáng nhớ trong Hương vị Trung Hoa. Hơn 2 tháng qua, Chipu đi lại giữa Việt Nam, Trung Quốc để hoạt động. Cô nói, tôi trân trọng các cơ hội công việc, hạnh phúc trước đón nhận của khán giả. Tôi tiến bộ hơn về kỹ năng sân khấu, khả năng ngoại ngữ cải thiện, thêm nhiều mối quan hệ. Gần nhất, cô tham gia Người Mặt Trời, phim điện ảnh Việt về cuộc chiến của loài người và ma cà rồng của đạo diễn Timothy Linh Bùi. Với sự ủng hộ và tình yêu từ fan hâm mộ, Chipu sẽ tiếp tục mang đến những màn trình diễn đầy năng lượng và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong lòng khán giả. Cô sẽ không ngừng cố gắng và phấn đấu để truyền cảm hứng và mang đến niềm vui cho mọi người qua nghệ thuật của mình.